Ô, xin chào các bác. Hôm nay em theo yêu cầu của anh Huế ở Thủ Đức thì em có thực hiện clip để cho anh ấy xem, và kênh chính của anh hay tiếp tục giới thiệu cái thông tin đầy đủ kênh chính của anh hay là trên các bạn đây. Kính thưa các bác, thì hiện bây giờ đã có một số anh em chơi ở trong khu vực miền Nam, khu vực miền Tây đã trở thành như một cái bạn thân thiết và đã dùng chim của trang trại mình và đã chia sẻ cho các anh em ở trong đó. Ví dụ như ở cái đơn hàng này, các bạn biết là mình rất phải công phu, hai vợ chồng mình kịch từ trưa đến giờ mới đóng xong. Thì cái thông tin là 0906 782 979 anh Huế, bến xe miền Đông. Anh Huế thì anh ở Thủ Đức, và đây là đơn hàng là dành cho 24 con chim. Anh đã chuyển khoản cho bên mình rồi thì anh cũng đã giao lưu với mình quen, và đây là cái thông điệp ở bên dưới là giấy đánh dấu gửi anh Huế, nên là mình đánh dấu là đôi nào vào đôi đấy. Đấy, trông thế nhưng mà nó sẽ có ký ức, khi anh Huế anh nhận thì anh sẽ có được cái hiểu nhận diện được đôi nào vào đôi đấy. Đấy, thì đây là mình phải dùng cái xe cải tiến để đẩy ra. Trước khi đẩy ra thì anh với anh có yêu cầu là thực hiện clip và công khai thông tin của anh ấy, để anh ấy cũng thoải mái với anh em, là khi mà anh em kết nối đó là cái nguồn gốc ở ngoài Bắc rồi. Đó. Thì các bác thân mến, ví dụ như đây là những cái gọi sợ công chúa đang ngủ chả làm phiền đấy. Chỗ này là ví dụ như những con đeo vòng đấy, là các bạn biết điện thoại của chị nó cứ mơ mơ đấy. Theo yêu cầu của anh Huế là mình chỉ thực hiện video cho anh ấy. Nào kênh đi. Cách đường chính khoảng 200 m, nên mình phải đẩy ra ngoài đầu ngõ để mình gửi. Ừ. Để dài nó ra xong quay ngang cái đấy ra đây, nó nhấc ra. Quay ngang đủ tầm không? Còn xem nào. Đẩy đi đấy. Đấy, quay ngang thử nhá. Thử quay ngang vừa thì tính xong. Đấy. Đấy. Đấy là rõ ràng đúng không? Còn đây là những cái, đây là số của lái xe. Đây là đôi, đây là khách hàng. Bến xe Đồng Nai các bạn nhé. Bây thì báo cáo các bác là khi mà em gửi đi thì em để lúa nước rất là đồng, cẩn thận như này, 2 tầng. Đấy. Tại vì nếu mà không được 2 tầng thì nó sẽ đông và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe chim trên đường. Và đây là cái cửa này để cho anh em nhà xe họ cho nước thường xuyên vào đây. Còn bên này nó là cái bầu nước lớn hơn. Đấy. Ngoài ra mình có gửi kèm cái
hướng dẫn chi tiết đấy, phiếu thông tin đầy đủ, hướng dẫn đầy đủ đấy. Và các bác anh em như vậy thông đánh dấu đôi nào vào đôi đấy, anh Huế mà nhận được thì cũng sẽ có được cái yêu sao tiếng gáy chim cu, bầy đà bể nước lời ru của bầm, vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635305982, 0989177982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn. Đồng Nai 0918884691. Cái này là 8 con chim. Đây là về bến xe miền Đông 24 con. Anh Huế Thủ Đức nhận ở bến xe miền Đông 0906782999. Đây là phần cho ăn cho uống chim. Chim ta, chim Thái, chim Nhật, chim tiết. Các bạn muốn mua chim cu gáy và con giống đà điểu liên hệ cho mình, tên là Vũ Văn Thao, hiện đang sinh sống ở đây chỗ cổng trại đà điểu Thị Phương thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hôm nay 2 cái này thì chờ
Đéo quay được thế nào?